Xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn về một mẫu xe bên em vừa mới nhập về đấy ạ. Đó là mẫu Chery Captiva, một hãng xe đến từ nhà sản xuất của Mỹ. Chiếc xe Captiva này sản xuất 2007, máy xăng, số tự động. Gương kính thì chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, gương cụp xòe điện cả nhà nhé, gương cụp xòe điện là răng đúc, phanh ABS 4 bánh cả nhà nhé. Tất cả các tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome hoàn toàn luôn, rất cao cấp luôn. Có giá để đồ trên nóc đầy đủ nhé. Và xe trang bị 7 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng, động cơ 2.4. Xe thì trang bị 4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ như cả nhé, 4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ luôn. Đó, hỗ trợ đậu xe đầy đủ luôn. Captiva LTZ. Chiếc xe này thì cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cả nhé. 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng. Sản xuất 2007, số tự động. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe điện đầy đủ. Ngoại thất của chiếc xe này thì có nước sơn màu đen bóng cực kỳ đẹp luôn cả nhé, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 275 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Chery Captiva số tự động thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem tiếp video đây ạ. Chúng ta có thể nhìn từ mặt đằng trước này. Mặt ga lăng đằng trước đều được bọc mạ chrome hoàn toàn nhé, rất sáng bóng, cực kỳ đẹp luôn. Đèn thì xe thì trang bị đèn pha là đèn bi salon siêu sáng cả nhé, đèn hai bên rất là sáng luôn, không hề khác màu luôn. Đèn gầm đầy đủ cho cả nhé, và chiếc xe này được lắp thêm một đèn phá xương đằng trước nhé cả nhé, và đây chúng ta có thể xem luôn gầm bệ này, máy móc này khô khốc luôn cả nhé, máy móc gầm bệ khô khốc cả nhé, cực kỳ đẹp luôn, không hề có dấu hiệu gì sét gì dầu đây đâu, cực kỳ chất luôn. Sản xuất 2007 chỉ với giá là gì ạ, hơn 200 thôi, chúng ta đã sở hữu một chiếc Captiva LTZ số tự động rồi. Đây chúng ta thể nhìn ạ, lốp của chiếc xe này thì đây, vành la răng này, la răng đúc cỡ lớn này, tất cả những thanh chống cực kỳ lớn luôn này. Vành thì đây ạ, lốp này chúng ta nhìn này, lốp thì rất là dày, lốp dày nhỉ, rãnh rất là sâu luôn, tất cả những taro còn nguyên nhé cả nhé, taro còn nguyên luôn. Đó, lốp cực kỳ dày to, chạy thì cực kỳ êm ái luôn. Đó, cực kỳ êm ái luôn. Phanh ABS chống bó cứng an toàn đầy đủ nhé, đầy đủ luôn. Có cả gì ạ, đây ạ, mang cá này, xi nhan tích hợp trên gương cả, đầy đủ luôn. Đây kính đây ạ, kính này là kính zin luôn cả nhé, xe thì còn đăng kiểm đến 23 tháng 9 năm 2019. Đó, đến 23 tháng 9 năm 2019. Đây ạ, xe thì bọc viền mạ chrome dọc theo gì ạ, cái kính mép dưới kính của thân xe này rất là sáng luôn. Và tất cả những tay nắm cửa này, tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome. Và gì ạ, có bậc lên xuống cả nhé, đầy đủ luôn, và kính này là kính zin luôn này. Đó, là kính zin cả nhé, kính này cũng vậy, cũng là kính zin. Đây chúng ta nhìn này, taro còn nguyên này, đúng không ạ, taro còn nguyên, là răng đúc, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ nhé cả nhé, lốp thì dày rồi, rãnh sâu, đúng không ạ? Vận hành thì êm ái, số tự động, động cơ 2.4. Đây chúng ta có thể nhìn từ các cụm đèn sau này, cụm đèn sau của xe này, đúng không ạ? Rất là sáng, không hề khác màu đâu ạ, rất sáng không hề khác màu luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây có đèn báo hậu trên mí chắn gió phía sau này, mí gió sau này, đầy đủ luôn này. Xe thì trang bị
4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe. Đây chúng ta có thể nhìn gầm bệ đây. Lốp sơ cua đây. Lốp sơ cua thì chúng ta có nhìn được. Còn mới tinh luôn như này nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh luôn đấy. Lốp sơ cua gần như chưa hạ luôn. À, còn như mới tinh luôn. Đây ạ. Gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn luôn này nhé. Gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn luôn. À, cực kỳ chắc chắn luôn. Bác chủ đi tương đối giữ gìn. Thì tí chúng ta sẽ kiểm tra về phần máy động cơ của chiếc xe này cũng như là nội thất của chiếc xe nhé. Đây ạ, chúng ta nhìn này, lốp này, 4 lốp mới này. 4 lốp mới này, rãnh sâu. Rãnh rất là sâu luôn nhé cả nhé. Taro còn nguyên, cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất luôn đấy ạ, chúng ta nhìn ạ. Kính này là kính zin luôn này. Kính này cũng là kính zin luôn này. Đó, cũng là kính zin luôn. Kính này cũng là kính zin luôn cả nhé. Cũng là kính zin luôn. Tay nắm cửa bọc mạ chrome này. Đó, dọc theo thân xe luôn. Đầy đủ luôn. Có giá để đồ trên nóc này. Đấy, có giá để đồ trên nóc đầy đủ nhé. Đầy đủ luôn. Đây ạ. Có cả bọc và viền bọc lốp này, bảo vệ kính. Và đấy, bác chủ đã lắp cả kia kính, gương kính lồi để chúng ta có thể soi được bánh xe. Khi chúng ta kính bình thường, kính sau này chúng ta không quan sát hết được đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta gì ạ, lắp thêm cái kính cầu lồi này thì chúng ta có thể quan sát hết được sườn và bánh xe luôn. Đó. Đây ạ. Lốp đây, 4 lốp mới cả nhé. 4 lốp mới, em sẽ soi hết cho các bác anh chị luôn. Tất cả các chi tiết của xe luôn các bạn nhé. 4 lốp mới. 4 lốp mới luôn. Và bây giờ mời các bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ xem đến phần động cơ. Động cơ của chiếc Captiva này. Đây là động cơ của chiếc Captiva. Động cơ thì xe này được trang bị động cơ 2.4 máy xăng. Đây ạ, chúng ta có thể nhìn này. Tất cả các chi tiết còn zin luôn nhé. Và đời này thì gì ạ, những cái dòng xe như thế này thì đã hỗ trợ kích thủy lực chống cabo nhé cả nhà nhé. Hỗ trợ kích thủy lực chống cabo này. Keo chỉ thì bao zin luôn cho các anh chị luôn. Đấy, cái nắp cabo phẳng lừ luôn. Nắp cabo phẳng lừ luôn cả nhé. Nắp đó cực kỳ đẹp luôn. Tất cả những gì ạ, gioăng cao su này, đệm cao su này còn nguyên luôn này. Đó. Kể cả lớp cách nhiệt này. Và khoang máy cũng còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn cả nhé. Đây ạ. Tất cả các chi tiết luôn này. Bao zin luôn cho cả nhà nhé. Bao zin luôn. Acquy còn xanh lè luôn đấy ạ. Acquy xanh lè. Đấy, acquy còn rất là tốt. Đây. Máy móc thì sạch sẽ rồi. Về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Côn số thì ngọt ngào. Đúng không ạ? Số tự động. Động cơ 2.4. Chạy thì cực kỳ bốc luôn. Chạy thì cực kỳ bốc luôn. Đây em sẽ soi chi tiết cho các anh chị xem nhé. Đó. Chi tiết luôn. Tất cả rất sạch đẹp luôn. Đó, tất cả rất sạch sẽ luôn, sạch đẹp luôn. Động cơ 2.4. Và bây giờ mời các anh chị và các bạn chúng ta sẽ xem đến phần nội thất của chiếc xe này. Nội thất của xe đây. Xe thì đây ạ. Ghế chỉnh điện nhé. Ghế lái chỉnh điện này. Ghế lái chỉnh điện này. Cái này nó chỉ bị mất cái núm này thôi. Cái này em sẽ cho đi lắp cái núm này vào nữa là ok thôi đúng không ạ? Chỉnh lên xuống đầy đủ luôn tất cả nhé. Đó, đó, đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Cái này bật bưỡng rồi. Đầy đủ luôn. Có thể là gì ạ? Đây chúng ta có thể nhìn đấy. Xe thì gương kính chỉnh điện này. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe điện. Xe thì trang bị hai túi khí an toàn. Đây một túi khí này. Và đây một túi khí này. Trần thì bọc nỉ nguyên bản màu vàng. Và ghế thì cũng vậy. Màu ghi vàng nhé. Ghế cũng vậy. Ghế nguyên bản theo xe luôn. Tất cả chi tiết trên chiếc xe này nó chỉ là cũ theo thời gian thôi. Còn tất cả nó là gì ạ? Nguyên bản theo xe nhé cả nhé. Nguyên bản theo xe. Tất cả các chi tiết luôn. Ghế rất đẹp luôn. Tí chúng ta sẽ quay xuống hàng ghế sau và hàng ghế sau cùng nhé. Xe trang bị 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi. Và đây ạ. Hộp số là hộp số tự động. Tay nắm số này, các bạn nhìn ạ. Rất sáng đẹp luôn, không hề bị bóng mờ nhé. Không hề bị bóng mờ luôn. Xe thì cực kỳ chất rồi. Điều hòa chỉnh tay. Đầu đài đầy đủ luôn. Đầu đài có sưởi kính sấy kính này. Đầy đủ luôn. Tất cả các chi tiết luôn, cực kỳ chất đẹp. Cực kỳ chất đẹp nhé. Đó, tất cả các chi tiết thì cực kỳ khít đẹp luôn. Đây chúng ta có thể nhìn đấy. Bản lề cánh cửa này. Ốc vẩy màu này. Đó, còn nguyên luôn. Đây ạ, keo chỉ đây.
Các anh chị xem ạ, keo chỉ này, bao zin, xe chỉ cũ theo thời gian thôi, còn keo chỉ thì bao zin luôn cho các anh chị nhé. Keo chỉ bao zin luôn, tất cả các chi tiết luôn, rất khít đẹp. Đây cũng vậy, trên cánh này cũng vậy, bao zin cho các anh chị nhé. Keo chỉ thì bao zin luôn, cực kỳ chất luôn, cực kỳ chất luôn. Đây, hàng ghế thứ hai của anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai này ít ngồi hơn, nhìn nó còn đẹp hơn. Hàng ghế trên thì ngồi nhiều hơn thì nhìn nó hơi xấu hơn một tí, nhưng hàng ghế này thì rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn vì ít ngồi hơn. Ít ngồi hơn như các anh chị nhé. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra xuống hàng ghế sau cùng. Hàng ghế sau cùng đây. Hàng ghế sau cùng này chúng ta nhìn này, gần như không ngồi tới luôn, nên nó còn rất là mới cả nhé. Gần như mới đét luôn. Đó, gần như mới đét luôn. Đó, hàng ghế sau cùng gần như không ngồi nên rất là mới luôn. Đây, chúng ta có thể kiểm tra đây, tất cả các chi tiết luôn. Đó, ốc đinh tán của nhà sản xuất này. Đó, ốc đinh tán nhà sản xuất này còn nguyên cả nhé, còn nguyên luôn đấy ạ. Đó, tất cả các chi tiết luôn. Bao zin cho các anh chị nhé. Đây ạ, keo chỉ đây. Đó, keo chỉ thì bao zin luôn. Tất cả các núm cao su này, núm cao su này còn nguyên cả nhé, núm cao su còn nguyên luôn. Đó, tất cả các chi tiết luôn. Rất là khít đẹp, khít đẹp. Dạ, có kích thể lực, có kích thể lực hỗ trợ nâng hạ cốp sau. Chiếc cốp này thì rất là rộng luôn, nếu khi chúng ta không ngồi hàng ghế sau, chúng ta hạ xuống thì rất là rộng rãi nhé, rất là rộng rãi luôn. Đó, cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, ngăn để đồ, các đồ linh tinh lặt vặt sửa chữa chúng ta để hết ở trong đây nhé, đầy đủ luôn, đầy đủ luôn. 207 số tự động, chỉ với giá là 275 triệu thôi. Đây ạ, keo chỉ thì bao zin cho các anh chị nhé. Tất cả các chi tiết ở trên chiếc xe này thì đều là zin nhất cả nhé, đều là zin hết. Và một số chi tiết thì nó chỉ là cũ theo thời gian thôi, còn tất cả là zin, zin chưa thay thế nhất cả nhé, chưa thay thế đâu ạ. Xe còn nguyên bản luôn, nguyên bản thôi. Tất cả trên chiếc xe này đều là nguyên bản, nguyên bản của nhà sản xuất. Đó, keo chỉ thì bao zin, bao zin cho các anh chị, bao zin cho các anh chị luôn đấy ạ. Đó, tất cả các chi tiết luôn, ốc bản lề chưa hề ra luôn, ốc bản lề cánh cửa đây, tất cả các chi tiết luôn. Đây, những chiếc ghế như thế này đây, ghế hàng ghế phụ này và hàng ghế lái này, cũng như kệ tì tay này, nói chung là chạy hơn chục năm rồi nên là gì ạ, ngồi nhiều nó sẽ gì ạ, nứt. Và những tất, nhưng mà những chiếc ghế sau này không ngồi mấy thì cũng rất là đẹp luôn cả nhá, rất là đẹp luôn. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi mà rất là đẹp luôn, thì xe còn nguyên bản. Em bên em thì vừa lấy về lên này, em cũng để nguyên bản luôn, nguyên bản luôn để gì ạ, cho các anh chị và các bạn là chúng ta thích xe zin nguyên bản của nhà sản xuất. Vâng, vừa rồi thì em làm video chi tiết về chiếc Captiva sản xuất 2007 số tự động. Và chiếc này bên em đang bán với giá là 275 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Chevrolet Captiva số tự động thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của cô bác anh chị và các bạn ạ. Cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Khi chúng ta nút màu đỏ đăng ký rồi thì nó sẽ hiện hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu về những mẫu xe mới nhất về bên em ạ. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video ạ. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.